mùng 6 tháng 2, xét đề nghị của tránh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao và chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù trung thân cho 5 bị án có đơn xin ân giảm gửi chủ tịch nước. Việc chủ tịch nước ân giảm hình phạt tử hình theo bản án đã có hiệu lực pháp luật xuống tù trung thân cho các bị án thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng. Nhà nước ta đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mở ra cho họ con đường được sống, ăn năn hối cải, phục thiện, cải tạo để có cơ hội trở về với gia đình, cộng đồng, xã hội. Ân giảm án tử hình là thẩm quyền của Chủ tịch nước giảm hình phạt tử hình theo bản án đã có hiệu lực pháp luật xuống tù trung thân. Theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình được gửi đơn xin ân giảm án tử hình lên Chủ tịch nước. Nếu được ân giảm, hình phạt tử hình được giảm xuống tù trung thân. Nếu đơn xin ân giảm bị bác, bản án tử hình được thi hành. Ngoài ân giảm án tử hình, chủ tịch nước có thẩm quyền quyết định đặc xá. Đây là hình thức tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt. Tiểu sử và quá trình công tác. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê quán ở xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ triết học. Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 13, ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, dự quyết 11 12 13. Đại biểu Quốc hội khóa 12 14 15. Ông được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 2 tháng 3 năm 2023. Trước đó ông giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Từ năm 1988 tới năm 1992 là sinh viên khoa Triết học Đại học Tổng hợp, phó bí thư đoàn khoa, bí thư đoàn khoa Triết học, chủ nhiệm câu lạc bộ lý luận trẻ. Từ năm 1992 đến năm 1993, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Từ năm 1993 đến năm 2004, công tác tại Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt trải qua các chức vụ: Cán bộ Thành đoàn, Phó Trưởng ban rồi Trưởng ban, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ phó bí thư rồi bí thư thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch rồi chủ tịch hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch hội liên hiệp thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10 năm 2003. Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 10 năm 2006 là ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, bí thư quận ủy 12. Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 10 năm 2006, là bí thư thường trực Trung ương đoàn, bí thư thứ nhất Trung ương đoàn từ tháng 1 năm 2007, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 12. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 4 năm 2014, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 8 năm 2011. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 1 năm 2016 là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1 năm 2016 tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng được ban chấp hành trung ương đảng bầu vào bộ chính trị được bộ chính trị phân công tham gia ban bí thư từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 1 năm 2021 là ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, phụ trách công tác tuyên truyền về biên đảo, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, phụ trách Hội đồng Khoa học các ban Đảng Trung ương và Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, được bầu vào ban chấp hành Trung ương Đảng, được ban chấp hành Trung ương Đảng bầu vào bộ chính trị, được bộ chính trị phân công giữ chức Thường trực ban bí thư, vào tháng 2 năm 2021, phụ trách công tác nội chính, tài chính, kinh tế đối ngoại của Đảng, công tác đối ngoại nhân dân, phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, vào tháng 3 năm 2021, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15 Ngày 2 tháng 3 năm 2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 20 tháng 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước. Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Ban chấp hành Trung ương, ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thường đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thường theo Ban Chấp hành Trung ương đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Võ Văn Thường đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thường, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thường thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Chủ tịch nước là chức danh do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Do đó, quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng sẽ do Quốc hội tiến hành. Ông Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 hồi đầu tháng 3 năm 2023. Cho đến khi được đồng ý cho thôi chức, ông Thưởng giữ cương vị Chủ tịch nước được hơn một năm. Ông sinh năm 1970, quê ở tỉnh Vĩnh Long, là cử nhân triết học, thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn. Ông thường là ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13, bí thư Trung ương Đảng hai khóa 12, 13, ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13. Ông thường cũng là đại biểu Quốc hội khóa 12, 14, 15. Trong sự nghiệp của mình, ông thường có thời gian dài gắn bó với công tác đoàn. Ông từng giữ chức bí thư thường trực Trung ương Đoàn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Đầu năm 2021, sau khi được bầu làm ủy viên Trung ương khóa 11, ông thường trở thành bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Sau đó 3 năm, ông giữ cương vị là phó bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông thường được bầu vào ban chấp hành Trung ương khóa 12 và được bầu vào bộ chính trị rồi được bộ chính trị phân công tham gia ban bí thư. Sau đó từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 1 năm 2021, ông thường giữ chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 1 năm 2021, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và được bầu vào Bộ Chính trị, rồi được Bộ Chính trị phân công làm thường trực Ban Bí thư vào tháng 2 năm 2021, phụ trách công tác nội chính, tài chính, kinh tế, đối ngoại của Đảng, công tác đối ngoại nhân dân, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vào tháng 3 năm 2021. Đầu tháng 3 năm 2023, ông thường được Quốc hội khóa 15 bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường lần thứ tư. Chủ tịch Võ Văn Thưởng, ngày 20 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đồng chí võ văn thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước tuy nhiên vừa qua theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước những vi phạm quyết điểm của đồng chí Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê quán tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ triết học Đồng chí Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026